Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân tỉnh. Để phục vụ phiên xử, tòa còn triệu tập 21 người với tư cách là nhân chứng của vụ án. Theo ghi nhận của BLO, an ninh phiên tòa được thắt chặt. Từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát đã đứng gác sẵn quanh trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, rào chắn được dựng lên, những người không liên quan không được phép vào trong. Đến 8 giờ kém 15, xe chở các bị cáo đã có mặt tại tòa. Lần lượt các bị cáo được áp giải vào khu vực xét xử. Cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca là người được dẫn giải vào tòa cuối cùng. Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an Hải Phòng bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ. Bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải và bị cáo Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ ngành thuế của chi cục thuế huyện Cát Hải bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ. Bị cáo Đặng Khách Thành, Hà Thị Bích Nhàn bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiện Tài, Ngô Văn Tuyên bị đưa ra xét xử về tội trốn thuế. Theo cáo trạng, năm 2005, Trương Xuân Đức, 53 tuổi, trú tại phường Đăng Hải, quận Hải An, Hải Phòng, thuê dịch vụ thành lập công ty cổ phần Khánh Dung để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lời. Năm 2007, Trương Xuân Đức kết hôn với Nguyễn Thị Ngọc Anh, 45 tuổi, cùng với vợ quản lý điều hành công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2014 đến năm 2021, vợ chồng Đức đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và chứng minh nhân dân, căn cước công dân của các cá nhân là người thân, người quen, bạn bè hoặc là nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn kiếm lợi. Khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết tin Trương Văn Nam là cháu của Đức bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức quản lý điều hành. Do lo sợ bị xử lý liên quan, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu là người có mối quan hệ thân thiết với Đức để nhờ chạy tội. Tổng cộng, Đức và vợ đã 4 lần đưa tiền cho ông Ca với tổng số tiền lên tới 35 tỷ đồng. Trong vụ án này, cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố theo điểm A khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Đáng chú ý, cựu giám đốc công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca có tình tiết tăng nặng khi phạm tội nhiều lần do bị cáo buộc 4 lần nhận tiền chạy án. Ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, bị tạm giữ để làm rõ một số vấn đề trong vụ án xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Trước khi bị tạm giữ, ông Đỗ Hữu Ca vẫn tỏ ra khá bình thường. Liên quan đến vụ án, Trương Xuân Đức, sinh năm 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương, hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đăng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, là người đã nhờ ông Đỗ Hữu Ca chạy án. Được biết, trùm mua bán trái phép hóa đơn Trương Xuân Đức là chủ của 18 doanh nghiệp ma. Trương Xuân Đức được biết đến là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, trên thực tế, ông trùm này là chủ của 18 công ty chuyên mua bán trái phép hóa đơn hoạt động từ nhiều năm qua, có các trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Vào năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại công ty nhiệt điện Đông Triều thuộc tập đoàn công ty than khoáng sản Việt Nam TKV. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28 tháng 4 năm 2022, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của công ty nhiệt điện Đông Triều, cơ quan công an còn làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đức là giám đốc công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương cầm đầu. Tháng 2 năm 2023, Trương Xuân Đức đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội mua bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật hình sự. Cận cảnh hai căn biệt thự khủng của ông Đỗ Hữu Ca.
Theo hồ sơ vụ án, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tách riêng để xác minh khối tài sản lớn thu được tại nơi ở của cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca. Quá trình khám xét nơi ở của cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca, cơ quan chức năng phát hiện trên 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức. Theo đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ gồm số nhà 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Đây là hai căn biệt thự có quy mô lớn, kiến trúc nổi bật so với phần còn lại của khu dân cư. Theo cáo trạng, khi bắt giữ khẩn cấp cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đỗ Hữu Ca vào tháng 2 năm 2023, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp chỗ ở của ông Ca tại hai địa chỉ số 24/18D Lê Hồng Phong, tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng và thôn Trại Trên, Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Tại đây, công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài sản là tiền Việt Nam, tiền ngoại tệ, các trang sức, kim loại màu vàng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, mang tên ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ là bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác, sổ tiết kiệm mang tên bà Vũ Thị Lộc và các cá nhân khác. Về nguồn gốc tài sản, ông Đỗ Hữu Ca và vợ khai số đồ vật tài sản này có được thông qua việc tiết kiệm từ lương trong quá trình công tác trong lực lượng công an do bố mẹ để lại, là quà lễ Tết của các đơn vị và từ việc kinh doanh dự án bất động sản của cá nhân ông Ca và vợ. Tuy nhiên, nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh bất động sản trên không được ông Ca và vợ kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế. Cơ quan điều tra xác định những tài sản trên không liên quan đến hành vi phạm tội của ông Đỗ Hữu Ca và các bị can trong vụ án. Tuy nhiên, việc vợ chồng ông Ca không thực hiện kê khai đóng thuế thu nhập cá nhân về các hoạt động đầu tư kinh doanh dự án bất động sản liên quan đến những tài sản trên cần được tiếp tục xác minh. Ngày 24 tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tách hành vi không kê khai nộp thuế thu nhập của ông Đỗ Hữu Ca cùng vợ và toàn bộ đồ vật tài sản tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của bị can Đỗ Hữu Ca để kiểm tra xác minh, xem xét, xử lý sau. Một nguồn tin cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, trong thời gian 9 ngày để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nguồn tin riêng, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca đã có hành vi nhận hàng chục tỷ đồng để chạy án. Sau khi nhận tiền, ông Ca giữ lại cho bản thân. Qua quá trình, cơ quan điều tra đến nhà riêng của tướng Ca để khám xét và làm việc, ông Ca đã tự khắc phục, trả lại số tiền hàng chục tỷ đồng này. Nguồn tin cho hay. Cũng theo nguồn tin, các đối tượng đưa tiền cho Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để nhằm mục đích chạy án có liên quan tới một vụ án mà Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố về đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế. Hiện vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra. Nguồn tin cũng cho biết, đối tượng có hành vi đưa tiền cho tướng Ca là một doanh nghiệp ở thành phố Hải Phòng, có hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, vào ngày 18 tháng 2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca để xác minh, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến vụ án trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.